It's not every day you see such a handsome dragon tamer like me. Ashamed to be alive. Break the chains and a freedom's lost its ache. What's up, lại là Mỡ đây. Xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Tốp Mỡ. Và có lẽ rằng có rất nhiều cái câu hỏi ở thời gian gần đây mà anh em đã đặt ra cho những cái vị tướng như kiểu như Ling và như Hellcurt, rằng là ủa, tại sao hai cái vị tướng này bị giảm sức mạnh đến là như vậy, mà tại sao cái vị trí của hai cái vị tướng này vẫn đang được đánh giá rất cao và có tỷ lệ thắng cực kỳ, gọi là có thể gọi là tuyệt đối ở trong những cái trận đấu xếp hạng của Mobile Legends. Và đặc biệt nếu như anh không biết ý, thì Ling cũng được rất ưa dùng trong những cái trận đấu đi team 5 ở trong những cái cấp rank là vinh quang thần thoại, tức là cái cấp rank cao nhất của Mobile Legends. Vậy thì tại sao cái con Ling này trải qua bao nhiêu cái phiên bản bị giảm sức mạnh đến từ Moontoon ạ, nó vẫn còn bá đạo đến như thế này? Thì ở trong cái video clip này, Mỡ sẽ mang đến cho anh em đó là cái lý do tại sao trải qua bao nhiêu lần nớp, cái con Ling này nó vẫn còn bá đạo, nó vẫn còn được ưa dùng, và nó thực sự vẫn đang thống trị cái meta hiện tại mùa giải thứ 18 trong Mobile Legends với vai trò ở đây đó là đi đường giữa, lấy hai bùa và đảo lane đi gánh các thứ các kiểu anh em ạ. Và ok, thì ngày hôm qua Mỡ đã làm cho anh em cái video clip về cái vị tướng Hellcurt đúng không ạ? Anh em đã thấy tầm ảnh hưởng và sức mạnh của Hellcurt, mặc dù là nó mới bị nớp đi cái skill 1, mất đi cái câm lặng rồi đúng không ạ? Nó chỉ còn cái câm lặng đến từ cái chiêu cuối Aquamut, nó chỉ còn cái câm lặng khi mà cái con Hellcurt bật cho mình đó là cái chiêu cuối tắt đèn toàn bộ màn hình thôi. Đó, còn ở cái con Ling này thì trải qua bao nhiêu phiên bản cập nhật thì cái khả năng dồn sát thương của cái chất tướng sát thủ Ling ở thời điểm hiện tại giai đoạn đầu game nó khá là yếu. Đó, cho nên bây giờ cái con Ling này nó vẫn mạnh bởi vì nó đang được áp dụng theo một cái cách chơi khác. Và cách chơi đó ở đây đó là Mỡ sẽ triển khai cho anh em ngay từ giai đoạn đầu game. Nhưng khoan, bị lấy mất bùa đến từ Claude nhưng Mỡ vẫn có level 3 đu lên tường rồi sử dụng cái kiếm đoạn phong vân trên tường đánh thường nhẹ một cái và Layla team bạn đã phải lên bảng điểm số. Một cái pha gọi là chiến công đầu khá là xứng đáng dành cho Mỡ. Mỡ sẽ lên cái trang bị đầu tiên ở cái vị tướng Ling này, đó chính là cái kiếm diệt quỷ anh em nha. Vừa xong là một cái pha đu lên tường và sau đó Mỡ sử dụng cái kiếm đoạn phong vân ở trên tường để áp sát được Layla. Và đó là tất cả những cái màn trình diễn của cái con Ling này. Cái con Ling ngày xưa ấy, nếu như anh em còn nhớ ấy, là cái lượng sát thương của Ling cùng với đó là cái khả năng chí mạng của nó nhiều tới mức đó là ngay từ giai đoạn đầu game cái vị tướng Ling này không cần phải lên cho mình đó là bất kỳ một cái đôi này giày nào cả. Cái vị tướng này vẫn có thể đảo đi ba đường và với lượng sát thương lớn như vậy cộng thêm những cái mặt không bị hạn chế đến từ bộ kỹ năng giống như kiểu là bị khống chế từ trên tường rơi xuống đất sẽ bị làm chậm á. Thì Ling thực sự là một cái con quái vật ngay từ giai đoạn đầu game, cho nên Ling có thể đi đánh nhau gần như là liên tục và là sát thủ nội ác mộng thực sự ngay từ giai đoạn đầu game khi mà cái vị tướng này đạt được đến level 4. Đó, tầm này ngày xưa Ling bắt đầu khuẩy đường này. Nhưng ở thời điểm hiện tại với cái việc bộ kỹ năng của Ling bị nerf đi khá nhiều, cho nên Ling đã bị gọi là chặn cái ngưỡng sức mạnh ở giai đoạn đầu game, nó không còn thực sự nó bá nữa. Và bây giờ chúng ta có một cái kiểu chơi Ling khác mà những cái người chơi chuyên nghiệp người ta áp dụng lên cái con Ling này. Đó là Ling vẫn đi rừng, ăn hai bùa và quan trọng nhất ở đây, Ling nó từ Ling gank chuyển thành Ling farm anh em ạ. Tức là Ling nó sẽ không còn gọi là gây áp lực đến đối phương ngay từ giai đoạn đầu game bằng cái việc đảo đi ba đường nữa, mà Ling sẽ gây áp lực bằng cách đi farm nhờ vào cái bộ kỹ năng đu tường rất dễ dàng của mình. Như ở trong tiếng này, Mỡ tiện đường công tác né cái chiều cuối đến từ vị trí của Harley và sau đó áp sát xuống sát thương vào Layla, nhưng cô ta đã chạy về nhà mất rồi. Nhưng Mỡ thấy ở đây là có cái vị tướng Harley, anh ta hết đường chạy hay sao mà anh ta chạy thẳng vào giữa trụ của Mỡ, ăn hai phát bắn đến từ trụ và sát thương của Mỡ là đủ để mà có thể lấy được cái double kill, à đâu, cái mạng thứ hai của Mỡ ở trong cái trận đấu này. Mỡ nhầm. Ok, rồi thì chúng ta có thể thấy được rằng là Ling về cơ bản là cái việc những cái động thái nớp đến từ Moontoon ý, là họ chỉ nớp đi cái tầm ảnh hưởng và cái khả năng giao tranh mạnh của Ling ngay từ giai đoạn đầu game, bởi vì là cái lượng nội năng của Ling tiêu tốn đi quá nhiều, nhưng không vì thế cái khả năng farm của Ling nó bị hạn chế, bởi với cái bùa xanh đang cầm trên người, Ling vẫn có thể vượt địa hình đi farm rừng các thứ các kiểu và vẫn có thể có những cái pha rình rập và lao vào giao tranh rất dễ dàng, bởi vì bây giờ một cái con Ling với hai bùa xanh và bùa đỏ, cái lượng mana của nó vẫn là đủ để có thể đảo lên, anh em thấy không ạ?
ạ? Cái khả năng đảo len của Linh nó vẫn là có, nó không hề bị thuyên giảm một chút xíu nào cả. Và đó chính là cái lý do mà Mỡ cho rằng những cái pha nớp của Linh ý là nó chỉ nớp sức mạnh ở giai đoạn đầu game của Linh thôi. Tầm cái con Linh này nó vẫn farm vẫn rất là nhanh. Và một khi Linh có được cho mình đó là những cái trang bị ở khoảng giai đoạn giữa game cũng như là cận gần cuối game ạ, thì Linh thực sự đang là một cơn ác mộng. Và Mỡ nhông lên ở đây, Mỡ chu tiên kiếm trận vào cái vị tướng ca ra, trừng phạt lấy vị tướng này. Anh ta đích lôi Mỡ đi đến từ cái chu quái phản quyết thần thánh, nhưng cái trừng phạt của Mỡ lên đến cái điểm thứ hai đã có một cái sát thương chuẩn. Và cái đồ đi rừng cấp 2 á là nó bắt đầu đã có sát thương chuẩn rồi và nảy 3 lần sát thương chuẩn nếu như Mỡ nhớ không nhầm. Và có đó cái lượng sát thương là đủ để mà hạ gục đi được Kaza. Có rất nhiều anh em không biết được rằng cái trang bị này là dao tinh xảo anh em ạ. Cái trang bị đó, dao cấp 3 là dao xuyên thấu, còn cấp 2 là dao tinh xảo. Cái trang bị đi rừng ở nhánh công cấp 2 trở đi là đã có khả năng gây sát thương rồi, và đó là sát thương chuẩn anh em nha. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái kỹ năng cái điểm kích hoạt của cái nội tại của cái dao thợ săn cũng như là dao xuyên thấu để mà có thể làm chậm cái địch, cùng với đó là gây sát thương chuẩn lên cho tướng địch. Mặc dù nó ít nhưng trong một số trường hợp nó lại cực kỳ hiệu quả như ở trong cái tình huống vừa xong anh em ạ. Ok. Rồi, thì cái con Linh ở meta hiện tại nó sẽ chơi như thế nào? Đó là nó sẽ đi lấy đó là bùa xanh cũng như là bùa đỏ và liên tục sử dụng cái bộ kỹ năng của mình để đu lên tường, dồn sát thương vào những cái mục tiêu màu giấy như anh em đang nhìn trong tình huống xong, khiến cho Layla Tràm đã phải tốc biến đi. Và sau khi nếu như chúng ta cảm giác như là chúng ta không thể truy đuổi được nữa thì chúng ta lại đi farm, farm hết rừng mình thì sang bên phía rừng của team bạn. Hết rừng của team bạn là bắt đầu đi và ăn cho mình cái con cỏ tinh linh và sau đó lao thẳng vào những cái mục tiêu màu giấy. Ví dụ như trong cái trường hợp này, chu tiên kiếm trận được kích hoạt, đó là Layla bay màu. Ở đây là có ba đàn, Mỡ có thể áp sát được vào ba đàn. Anh ta bị hạ gục và mạng hạ gục được dành cho cái vị tướng Sicilian. Tiếp tục đu lên tường và đu vào lấy đi cho mình đó là cái bùa đỏ của team bạn. Đây là cái chơi của Linh ở thời điểm hiện tại anh em nhá. Tức là như thế nào nhỉ? Nói như kiểu như là ngày xưa ấy, là Linh khỏe ngay từ đầu, có thể đánh nhau ngay từ đầu và lượng sát thương là rất nhiều, nội năng là khá thừa thãi. Nhưng bởi vì nớp sức mạnh của Linh đi quá nhiều, thế thì Linh bảo chẳng hề gì cả, tôi chỉ cần đi farm ở giai đoạn đầu game, có được cho mình đó là cái những cái level cần thiết để nâng cái chiêu thứ nhất, cái phi thiềm tàu bích này, nó mắc ping ấy, thì lúc đó cái lượng nội năng nó sẽ tiêu hao tốn hơn. Và sau đó là Linh sẽ chơi theo cái kiểu là lấy level đè người và lấy đồ đè người. Đó chính là cái lý do khiến cho cái con Linh này đang thống trị meta hiện tại mùa giải thứ 18 ở bên bảng sát thủ. Bởi vì với cái lối chơi lấy đồ lấy SP đè người thế này thì rất khó để mà có thể ai có thể cản được Linh trong cái tình huống này anh em ạ. Như vậy là vẫn bị hạ gục rồi, nhưng mà hạ gục lại thuộc về Sicilian. Đang có một cái pha gọi là vợ chồng gọi là tương tàn của Sicilian bên phía team Mỡ. Và ở đây là cơ miên la, chính tay chồng đã hạ gục được cô vợ rồi. Anh ta có được cái double kill, anh ta có được cái triple kill. Và team bạn bay màu 3 thành viên, chỉ còn mỗi Layla Chản ở đứng giữa thôi. Mỡ hết skill, Mỡ hết mana nên là không ra vết mắng Layla Chản anh em ạ. Nên là chúng ta sẽ phải lùi về một chút xíu để mà gọi là farm thôi. Đó, ở góc này này, đu vào này, lướt một cái này, chọt cái nhẹ. Đó là cái kiếm đoạn phong vân mà Mỡ có được cái mạng thứ 5 trong cái trận đấu này. Làm sao lại trách MM được? Bởi vì rõ ràng trong cái team vừa xong là MM là cái thành viên duy nhất còn sót lại và không ai cover. À thật ra lỗi cũng của MM, đánh quá chủ quan đi lẻ nên là bị hạ gục. Em thấy không ạ? Cái khả năng dồn sát thương của Linh ở thời điểm hiện tại là không phải dạng vừa, và set trang bị của Linh để mà cho cái vị tướng này nó mạnh sớm đến như thế này. Mấy phút thứ 7 thôi mà cái lượng sát thương dồn vào và cái tốc đánh nhanh như thế này thì anh em có thể xem ở góc dưới bên trái. Bảng ngọc thì anh em nhớ cầm cho mình đó là cái bảng ngọc điểm tài năng liên sát để cho Linh khi mà hạ gục được kẻ địch sẽ có cái khả năng gia tốc, và cùng với đó là cái lượng máu hồi lại trong cái đến từ vị trí của cái vị tướng Claude. Mỡ nhảy lên không hạ gục đi được Kaza, nhưng Mỡ có chu tiên kiếm trận, lướt một lần, lướt hai lần, lướt một lần thôi anh em ạ, là đã đủ để hạ gục đi được cái vị tướng Kaza rồi. Ok, tiếp tục là nhồng lên đường trên này, anh em thấy khả năng đảo được món Linh là như nào? Vẫn rất là ổn, cực kỳ mượt mà. Và Linh ở thời điểm hiện tại vẫn được đánh giá là sát thủ cơ động nhất cũng như là cái vị tướng cơ động nhất Mobile Legends, với cái khả năng đảo từ đường dưới lên đường trên rất dễ dàng anh em thấy không. Ở thời điểm hiện tại level 12, lượng mana, lượng nội năng của Mỡ tiêu tốn là cực ít, và với cái sự trợ giúp của cái bùa xanh, có thể nói Linh ở thời điểm hiện tại là rất cơ động, có thể lướt đi liên tục mà không sợ tốn nội năng, farm rất là nhanh. Và set trang bị của Linh bây giờ thì Mỡ nghĩ là Linh sẽ lên theo cái thiên hướng là đồ tăng tốc đánh, đồ tăng tốc đánh và đồ đam anh em ạ. Đó, nhưng ở đây tốc biến đến từ vị trí của Layla, Mỡ né đi cái chiêu cuối ma thuật tử thần của cái vị tướng Hurley, và cùng đồng thời là thoát khỏi cái vị tướng Kaza. Anh ta đang định dọ mõ Mỡ lại, Mỡ sẽ có cái mục tiêu khác ở đây, đó là xuống đường dưới lấy đi cho mình đó là cái con rùa thần này. Anh em thấy có con tướng nào mà đảo từ đường trên xuống đường dưới chỉ trong vòng có khoảng 3-4 giây không ạ? Nhanh vãi nồi. Và cái con rùa này sẽ thuộc về Mỡ, mạng thứ 7 ở trong trận đấu này, và Mỡ đang có cái chỉ số hỗ trợ là 706, hỗ trợ chỉ là 6 mạng mà thôi.
level 9, à đâu, phút thứ 9 mà đã level 13 rồi. Khả năng đảo lane và đẩy đường của Ling vẫn đang là quá bá đạo. Và Mỡ vẫn dành tặng cho anh em một cái lời khuyên. À đâu, Mỡ sẽ dành tặng lời khen cho Ling. Và Mỡ muốn chia sẻ với anh em một cái lời khuyên ở đây. Đó là Ling ở thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ không đánh theo kiểu gọi là Ling giao tranh nữa, mà Ling đi farm, đẩy ba đường, ăn hết rừng. Và chúng ta chỉ vào giao tranh khi nào chúng ta cảm thấy đó là một cái thế đẹp, và luôn luôn có cho mình đó là tối đa cái lượng tài nguyên anh em nha. Ở thời điểm hiện tại, tối đa cái lượng tài nguyên đó là búa xanh, búa đỏ cũng như là búa rùa này. Bên cạnh đó là ba cái skill của cái vị tướng Ling, cái phi thiềm tộc bích, kiếm loạn phong vân, cũng như là cái chu tiên kiếm trận, tức là cái ultimate của Ling á, nó được hồi. Thì lúc đó chúng ta được nhảy thẳng vào vị trí của team bạn. Nhưng dĩ nhiên là chúng ta chỉ chọn nhảy vào những cái mục tiêu máu giấy thôi. Ví dụ như là nhảy vào Layla đó, trong trận này chắc là chỉ nhảy được mỗi vào Layla thôi, bởi vì team bạn cũng có những cái chất tướng có hiệu khống chế khá khó chịu, ví dụ như là Camilla rồi thì Kaza. Chúng ta sẽ phải chơi thật khéo sao cho nhìn cái chiêu cuối của Kaza nó hết đi, và cái chiêu cuối của ba đang nó hết đi, thậm chí là chiêu cuối của Haley nó hết đi, thì lúc đó chúng ta mới có thể nhồng vào được. Như trong cái tình huống này, Layla bị hạ gục rất nhanh chóng thôi, đến từ cái bộ kỹ năng của cái vị tướng Ling này, chỉ có đu vào. Trong sự bất lực của cái vị tướng Camilla, cô ta không thể làm gì được Mỡ, và Mỡ có được cho mình đó là cái mạng thứ 8. Chơi rất bình tĩnh, rất từ tốn và không hề có một tí gì đặc sắc, anh em thấy không ạ? Xuyên suốt video clip này, Mỡ nói thật với anh em là Mỡ chơi không có tí gì đặc sắc và cũng không có gì gọi là màu mè để mà làm nên được một trận đấu. Nhưng mà như thế thì anh em mới thấy được rằng cái lý do cái con Ling nó ở thời điểm hiện tại vẫn được đánh giá là sát thủ cấp S cộng ở trong cái khả năng solo rank với tỷ lệ thắng rất cao là nó hoàn toàn có cơ sở, bởi vì chỉ cần nhường cho nó hai bùa là nó có thể đi đẩy đều cả ba lane, xâm lấn rừng của team bạn và tham gia lao vào giao tranh ngay ở những cái góc mà team bạn không thể nào để ý được. Và trong cái tình huống này, Mỡ sẽ nhảy xuống trên tường và lao vào dồn sát thương, có lẽ rằng chỉ ở đến đây thôi, bởi vì Camilla đã sốc sát thương. Cụ thể đây là cô ta đã dồn cái chiêu cuối vào đầu Mỡ rồi, là cần phải lùi về ở trong cái tường này một chút xíu đã, dàn đi cho mình đó là cái con cua, cái con cỏ tung tăng này, và sau đó lao thẳng vào lót. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, với cái kiếm diệt quỷ và những cái trang bị Mỡ đang có trên người, Mỡ hoàn toàn có thể solo lót rất dễ dàng. Nội năng của Mỡ hồi gần như là liên tục, và ở đây có Camilla, cần phải lùi một chút xíu. Một cái pha di chuyển khá là hay ho đến từ cái chất tướng gọi là gì nhỉ, ma thuật tử thần. Mà mục tiêu của Mỡ là ở đây, nhiều anh em cứ nghĩ rằng Mỡ sẽ về, nhưng Mỡ lại thích Layla chản anh em ạ. Lướt cái nhẹ và xạ thủ team bạn lại lên bảng điểm số. Ở đây là có Haley và ba đang, chất tướng team bạn là không đủ để mà có thể bắt được Mỡ. Và ê, hết nội năng em ạ, không đuổi được con Camilla rồi, hết nội năng nha. Có lẽ rằng là sẽ về đấy anh em ạ, hết nội năng mất rồi. Ê, cho mỡ mạng. Ui, con Camilla nó lại không cho Mỡ mạng rồi. Thôi, về đây đi cho mình, đó là cái bùa xanh nha. Một cái động thái nhường bùa khá là tuyệt vời đến từ cái anh chàng Châu bên phía team của Mỡ. Nhưng phát đó nhường thì Mỡ cũng sẽ ăn được thôi. Có bùa xanh mà anh em, à quên mất có trừng phạt mà. Rồi, cái con lót nó sẽ được ăn. Mỡ lao từ trên tường lao xuống, hơ lây bay màu. Mục tiêu thứ hai của Mỡ đó là bà đàng bay màu. Double kill thuộc về Mỡ, mạng thứ 11 của Mỡ ở trong cái trận đấu này. Cái con lót nó đã được triệu hồi, team bạn bốc hơi ba thành viên. Và có lẽ rằng ở trong cái video clip này, Mỡ đã phần nào mang đến cho anh em cái sự bá đạo của cái con Ling ở thời điểm hiện tại với cái lối chơi Ling farm đúng không ạ? Và không biết rằng quan điểm của anh em như thế nào sau khi xem hết cái video clip này, anh em có thấy con Ling nó bá không ạ? Nếu như bá thì đừng quên để lại cho Mỡ một like và đăng ký kênh, và đón xem những cái video clip tiếp theo của Mỡ sẽ có trên kênh nhà. Quyền xin chào tạm biệt và hẹn lại anh em. Bye bye.